phải dự thi và đạt cúp mới được. Chào mừng các bạn đã đến với hội thi những quả bí ngô to nhất. Ai là người đoạt cúp năm nay? Các bạn hãy chờ xem. Quả bí ngô của anh em nhà sắp 11 cân. Và đây là nhà vô địch của năm trước. Anh quả bí ngô của anh Quang là 25 cân. Với các cổ động viên của cô Thỏ. Trời, quả bí ngô của Thỏ cũng nặng là 35 cân. Còn đây là Lu, anh có vẻ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Có điều gì bất ngờ xảy ra không? Và trời, không thể tin được, quả bí ngô của Lu là 50 cân. Vậy là chức vô địch năm nay đã tìm được chủ mới. Úp thuộc về Lu. Hả? Có chuyện gì đang xảy ra với quả bí ngô của Lu vậy? Trời! Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Và bây giờ